Xin chào tất cả các quý vị cô bác, cho cô bác một ngày thật là vui vẻ và hạnh phúc, thì để cho kênh của em ngày một tốt và phát triển hơn, và cái những cái video của salon bên cây đồ được lan tỏa đến nhiều người và được nhiều người biết đến, thì mong là các cô bác xem cái video của shop em và dành một chút thời gian rảnh của mình like và share cái video của bên shop em để giúp em có thể lan tỏa đến mọi người, được nhiều người đến ủng hộ salon bên em. Mọi thông tin chi tiết về phần giới thiệu, về địa chỉ hay là số điện thoại của salon bên em đều để ở phần giới thiệu của cái video này nha. Mọi người có thể thông qua đó và biết được những cái thông tin mà mình mong muốn, hoặc là có thể biết được cái tên cây trong cái video mà em nói. Và một lần nữa em xin cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều trong thời gian qua đã ủng hộ cho salon bên em rất là nhiều, để salon bên em có cơ hội được truyền tải đến mọi người những cái cây phong thủy nghĩa và hợp với mệnh, với tuổi của họ, và đem đến cho họ nhiều cái sự may mắn, tài lộc phú quý về mặt phong thủy và cũng như trong cuộc sống hàng ngày, và đem đến cho họ những cái cây rất là tuyệt vời. Thì trong cái video ngày hôm nay, một cái cây mà em muốn giới thiệu đến mọi người, nó là một cái cây thuộc giòn sen đá, và nhưng mà cái cây này thì mọi người cũng khá là nhiều người biết đến, và nhìn thấy, nhưng mà chưa chắc đã biết được cái ý nghĩa, công dụng và cái cách chăm sóc của cái dòng sen đá này. Thì cái cây em muốn giới thiệu ngày hôm nay đó chính là cái cây sen đá móng rồng, mọi người ạ. Mọi người thấy hai cây này có cái hình dáng khá là khác nhau đúng không? Một bên là nó sẽ tạo thành những cái cụm như thế này, giống như những cái móng con rồng mà úp úp vào ấy mọi người. Còn một bên là những cái lá của nó sẽ tỏa nhánh ra nhọn, nhìn như cái lông nhím chọc thẳng lên mọi người, rất là lạ mắt luôn. Thì cái cây sen đá móng rồng ý, nó là một loại cây cảnh đặc biệt và được rất là nhiều người ưa chuộng. Những người yêu thích sen đá thì không thể bỏ qua cái loại cây hoa móng rồng này trong bộ sưu tập của mình. Vậy cái cây này có gì đặc biệt và cái ý nghĩa công dụng của nó ra sao, thì nên mua nó ở đâu, thì mọi người hãy cùng lắng nghe em chia sẻ cho mọi người trong cái clip này về cái giống cây đặc biệt này nha. Thì cây sen đá móng rồng ý, nó được biết đến là một loại sen đá đẹp, sở hữu cho mình một cái vẻ đẹp khá là độc đáo. Đây là một loại cây được rất là nhiều người ưa chuộng, và cũng giống như tên gọi của nó, sen đá móng rồng, thì hình dáng của nó tượng trưng như cái móng vuốt của rồng nha mọi người. Mọi người có để ý thấy hai cái cây em cầm trên tay thì đặc điểm về ngoại hình ấy, thì nó chỉ khác nhau về cái hình dáng thôi, chứ về cái phần đặc điểm trên thân lá thì hầu như là nó giống nhau đây mọi người. Cái phần cây của cái cây sen đá cụm này ấy, thì ở đây cái cây này nó sẽ chia thành khoảng 5 cụm. Đây nó có những cái cụm như thế này, nó chia ra mọi người. Cái nó cụm nhỏ này đang mọc lên rất là đẹp này. Đây, cái phần lá của nó sẽ cong này, úp vào tạo thành một cái khóm nhỏ, và trên những cái thân lá của nó này nó sẽ có những cái sọc trắng gồ về, nên là tạo nên điểm nhấn của cây này. Và cái lá của nó sẽ nhọn và cụp lại nha mọi người, cụp lại lá của nó khá là nhọn nhưng mà chọc không hề đau đâu mọi người ạ. Đó, và cái cây này chính vì cái đặc điểm nổi trội này của nó mà nó được gọi là cái cây sen đá móng rồng, vì những cái chiếc lá cụp là những dư những cái móng con rồng ấy mọi người. Hay là về cái cây lá thẳng chọc đúng như thế này mọi người. Còn về cái đặc điểm lá của nó thì nó cũng tương tự với cái cây vừa sau, thì lá của nó cũng sẽ có những cái sọc trắng nổi lên gồ về như thế này đó, tạo nên điểm đặc trưng của cái dòng cây này. Ngoài những cái hình dáng lá như thế này ra ấy, thì lá của nó còn có một dòng khác, bởi vì cái dòng sen đá móng rồng này thì nó có cực kỳ nhiều chủng loại luôn đó. Cái chủng loại của nó có thể là lá dài nhọn như thế này, có thể là lá cụt khóm như thế này, hay là nó có thể là lá lùn hơn, lá này, nhưng mà cái phần chiều ngang thì sẽ to hơn. Mọi người có thể tìm hiểu thêm. Còn thân của cái cây này thì nó khá là nhỏ, thấp và được bao bọc bởi những cái chiếc lá. Thì lá của sen đá mọc rồng thì nó sẽ mọc thẳng như thế này, hoặc là mọc cụp vào nhau, đối xứng với nhau. Thì những cái chiếc lá thon dài này, nhọn ở đầu này, và lá của nó khá là mọng nước. Đặc điểm nổi bật của dòng sen đá này thì là khá mọng nước. Thì mọi người cũng biết được là sen đá cũng tương tự như với xương đồng, thì nó là một cái loài gọi là rất là dễ chăm sóc luôn đấy mọi người. Hầu như là không cần cầu kỳ trong cái việc chăm sóc các cái dòng sen đá hay là những cái cây xương đồng, thì mọi người cũng biết được đúng không? Thì sen đá móng rồng thì nó sẽ phát triển khá là chậm đó mọi người.
Nó có kích thước khá là nhỏ, khi trưởng thành thì cây có thể đạt đến chiều cao từ khoảng tầm 30 cm, còn cái cây này chỉ là một cái cây mini nhỏ để bàn mà mọi người có thể mít vào những cái chậu cây sen rồng và sen đá khác nữa. Còn với cái kích thước nhỏ này, sen đá móng rồng thường được trồng trong những cái chậu để trên bàn làm việc này, chúng sẽ tạo nên cái điểm nhấn hoàn hảo cho cái không gian trong cái góc phòng làm việc của mình, bớt đi cái phần trống vắng này, vừa tăng lên cảm giác gần gũi với thiên nhiên hơn. Nếu mà được chăm sóc tốt thì cái cây sen đá móng rồng này nó còn ra hoa luôn mọi người ạ. Không, em không nói điều đâu, nhưng mà cái cây này nó có hoa nha mọi người, hầu như là hoa của nó khá là hiếm thấy, nhưng mà nếu mà mọi người biết cách chăm sóc và bón phân cho cái cây này thì nó sẽ có hoa nha mọi người. Và hoa của nó thì thường mọi người sẽ khá là ít gặp đó. Thì thời điểm móng rồng ra hoa thì nó sẽ thường rơi vào những mùa thu hoặc là mùa đông đó, và cái mùa này đang là mùa đông này mọi người. Hoa của móng rồng này rất rất là đẹp, nó sở hữu với một sắc khá là đa dạng, và trong điều kiện thích hợp thì hoa của cái cây này chơi được cực kỳ lâu luôn mọi người, nó có thể chơi từ 5 đến 6 tháng luôn đó. Một cái cây cực kỳ đáng để mọi người mua về trang trí trên cái góc bàn của mình, bởi cái hoa của nó chơi được rất là lâu, mọi người có thể chơi bền chơi lâu, và cái cách chăm sóc của cây này cũng cực kỳ là dễ luôn đó. Còn về ý nghĩa của cái dòng cây sen đá móng rồng này thì móng rồng là một loài cây khá là đẹp, và chúng sở hữu rất là nhiều cái điều đặc biệt từ cái tên gọi và hình thức bên ngoài, nên là vì vậy nghe cái cây này một lần sẽ khó mà quên được. Móng rồng, rồng được xem là một cái linh vật thiêng liêng rất là nhiều ý nghĩa mọi người, và cái cây móng rồng cũng như tựa như những cái bùa hộ mệnh ấy, và mọi người mua về sẽ đem đến những cái đây thì những cái lá của nó thì rắn chắc bền bỉ và trường tồn với thời gian, nên là sẽ thể hiện cho sự trường tồn vĩnh cửu này, sự bền bỉ và giúp cho gia chủ được khỏe mạnh này đó. Thì cây này nó rất là tốt cho những người trồng nó nha mọi người. Còn chỉ là cái tên gọi thôi, chúng cũng thấy được cái ý nghĩa của cái sen đá móng rồng là vô cùng là sâu sắc, bởi vì cái cây này có khá là nhiều tầng nghĩa đó. Nếu mà sử dụng cái móng rồng này làm quà tặng thì những cái cây này chính là một cái lời chúc chân thành thay cho cái người trao cho tới đưa đến cho người nhận, nó có một cái ý nghĩa vô cùng đẹp và muốn gửi tới cho người nhận. Đồng thời ấy, cái cây sen đá móng rồng này còn thay cho người đó bảo vệ, chia sẻ may mắn bình an đến cho người nhận quà này, nó thể hiện tình cảm khăng khít bền lâu giữa hai người. Bên cạnh đó, sen đá móng rồng trong phong thủy nó còn thể hiện cho sự tài lộc này rất là nhiều ý nghĩa, nó còn đem đến phượng khí cho gia chủ nữa. Và mặc dù cây chỉ có một cái kích thước khá là nhỏ nhắn và được trồng bonsai trong một cái được trồng trong một cái chậu nhỏ như thế này, nếu mà mọi người thích không thích cái chậu như thế này, mọi người có thể đổi chậu sang bên em, còn có rất là nhiều những cái chậu khác nữa đó. Ví dụ như những cái chậu như thế này, những cái chậu sứ như thế này đang bán rất là nhiều luôn mọi người, và giá của nó cực kỳ rẻ luôn mọi người. Mọi người mua thì có thể trồng vào những cái chậu như này, em sẽ thay chậu luôn cho mọi người. Hoặc là mà bác nào mà muốn mít thêm những cái cây khác như là những cái cây hạnh phúc này, cây kim tiền, hoặc là mít vào những cái cây vạn lộc phú quý gì đó, hay là mít cùng với sen đá thì em đều có thể mít được tùy vào sở thích của mọi người nha. Đó, cây này nó thể hiện rất là nhiều ý nghĩa, nó còn thể hiện cho sự kiên cường mạnh mẽ này, luôn mang đến cho người trồng cái nguồn năng lượng tích cực và yêu đời. Cái cây móng rồng thì mọi người sẽ thường hỏi nó sẽ hợp với tuổi nào mệnh nào, thì ngay trong cái video này em sẽ giải thích cho mọi người là cái cây này họ sẽ hợp với những mệnh nào nha. Với cái sức sống mãnh liệt và cái vẻ ngoài cứng cỏi như thế này, dù là việc lớn hay việc nhỏ đều thuận theo phong thủy, nên là sẽ luôn mang theo may mắn và tiền tài bình an này. Bởi vậy nên là những người mà tuổi Dậu ấy cũng vô cùng nóng tính, nên là thường sẽ nên trồng những cái cây như thế này nha mọi người. Nên trồng cho mình một cái chậu sen đá móng rồng, nó sẽ giúp cho mình luôn giữ bình tĩnh này trong mọi tình huống. Bên cạnh đó nó còn hợp với những người mệnh mộc và mệnh kim nha mọi người. Những người mệnh mộc và mệnh kim thì nó cũng khá là rắn rỏi và cứng chắc đúng không? Thì mang theo bên mình một cái cây sen đá như thế này trồng trong góc phòng của mình, nó sẽ giúp cho mình luôn vững vàng này, vững bước trên con đường tiến tới thành công của mình đó. Cây sen đá móng rồng này là một cái lựa chọn cực kỳ hợp lý để cho mọi người trồng trong nhà của mình nha mọi người. Có một cái cây cực kỳ đẹp, và về tưới nước thì hầu như nó cũng giống như sen đá sen rồng kia, thì hầu như không phải cầu kỳ trong việc chăm sóc. Thì khoảng 2 ngày mọi người chỉ cần
cho cây một ít nước ở dưới gốc nha. Nhớ là mọi người không nên tưới nước trên lá của cây này nha, thì nó cũng giống như xanh đá thì nó sẽ bị dễ bị thối lá đó mọi người. Đó, cũng không nên để đất khô quá thì sẽ khiến cho cái lá của những cây móng đầu này nó sẽ bị vàng và ố đó mọi người. Mọi người nên lưu ý điều đó. Thì cái cây này thì bên em đang bán cực kỳ nhiều và đang sẵn rất là nhiều đó mọi người. Mọi người nhanh tay qua để bên cho mình một cái cây xanh đá móng đầu tuyệt đẹp như thế này nha mọi người. Giá của nó cũng cực kỳ phải chăng luôn thôi mọi người, không có mắc đâu. Mọi người mua về trưng trong nhà thì cực kỳ đẹp luôn mọi người. Nếu mà mọi người thích thì hãy qua ngay trực tiếp tại sau lưng bên em, tại địa chỉ em để ở phần dưới thông tin nha mọi người. Bên tay qua thì sẽ được cái phần ưu đãi rất là đặc biệt. Mọi người mua nhiều cây nữa thì cực kỳ là nhiều ưu đãi luôn. Em sẽ tặng cho mọi người thêm một cái phần quà nho nhỏ này, thay cho lời cảm ơn của sau lưng bên em đến với mọi người. Mọi người nhanh tay qua để mua cây nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video của em xin kết thúc tại đây.